hoàn thiện rất là kỹ rồi. Quý vị sờ mát tay đây, quý vị có thấy được cái phần vân gỗ đây, nù sụn rất là đẹp, rất là giá trị, gỗ hương vân. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nha. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 31 tháng 7 năm 2020. Và chiếc màn nhỏ của quý vị đây thì chúng tôi vừa hoàn thiện lên một bộ bàn ghế nội thất phòng khách và một chiếc kệ tivi. Đây là bộ bàn ghế Âu Á Trương Voi bằng chất liệu gỗ hương vân. Thì bộ sản phẩm này chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của anh Tuấn tại Hữu Lũng Lạng Sơn. Anh có đặt chúng tôi là hai bộ ghế Âu Á và một chiếc kệ tivi. Tuy nhiên bộ này là bộ 10 món nên là tuy nhiên hiện tại là cái không gian nó hơi chặt nên tôi chỉ kê tạo thành 6 món thôi để quay làm để giới cho anh cũng như là giới thiệu với mọi người. Đây là hình ảnh chi tiết hơn của bộ bàn ghế này. Trước mặt quý vị là hình ảnh chiếc đoàn dài này thì có kích thước là dài 2m37 và chiều sâu là 62. Toàn bộ chúng tôi là sử dụng chất liệu gỗ hương vân quý vị nhé. Hàng là chọn gỗ chọn vân cực kỳ là đẹp. Đây phần trương ghế là chúng tôi đục trương voi, phần vách là đục tứ quý tùng trúc cúc mai, vân gỗ rất là đẹp, vân gỗ hương rất là đẹp. Đây mặt là mặt liền một lá, vân gỗ hoàn toàn tự nhiên. Đầu tay này có đầu tay con cá và bên trên là có đục đồng tiền tượng trưng cho tài lộc. Chiếc bàn này thì là chiếc bàn này chúng tôi là vào bộ 10 món nên là chiếc bàn khá là lớn. Chiếc bàn này có kích thước là bề ngang 1m05 và dài là 1m97 thì là phải kê 10 món. Tuy nhiên là nó hiện tại là hơi chặt nên tôi chỉ kê thành 6 món thôi. Anh Tuấn thì tại Hữu Lũng Lạng Sơn thì cũng đặt chúng tôi khá nhiều sản phẩm. Trước anh cũng đã làm sập thờ rồi, hôm nay anh tiếp tục mua sắm thêm hai bộ ghế phòng khách cũng như là kệ tivi cho gia đình. Đây phía bên này là hình ảnh chiếc ghế nhỏ đây, hôm nay ánh sáng nó hơi bị ngược sáng một chút. Chiếc ghế nhỏ này có kích thước là ngang là 87 và sâu là 62. Đây, toàn bộ hình ảnh đường nét chi tiết cũng như là phần vân gỗ đây, quý vị có thấy đây. Toàn bộ đường nét chi tiết cũng như là vân gỗ đây. Như đường nét hoa văn được chạm là cực kỳ là sắc nét và được chúng tôi là hoàn thiện rất là kỹ. Hoàn thiện rất là kỹ rồi, quý vị sờ mát tay đây. Quý vị có thấy được cái phần vân gỗ đây, nù sụn rất là đẹp, rất là giá trị, gỗ hương vân. Bên trong này chiếc nhỏ thứ ghế nhỏ thứ hai và chiếc đôn kẹp này thì có kích thước là 60 và 45. Một chiếc đôn đang ngồi thì kích thước là 40 x 40. Cái bên trong này là hình ảnh chiếc kệ đây, chiếc kệ này kích thước là 2m4. Mẫu này là chúng tôi gọi là mẫu kệ mõ đồng tiền nhé, kệ mõ ba cục hoặc là kệ đồng tiền như vậy. Phần cánh là cánh đục cũng là tứ quý tùng trúc cúc mai. Ngay giữa là hai cánh sen cò. Phần là ván mặt liền. Ván mặt liền một tấm. Ván mặt liền một tấm. Rất là đẹp. Đây, tôi quay cận cảnh chi tiết cái bộ sản phẩm của anh Tuấn Hữu Lũng Lạng Sơn cho quý vị nào có nhu cầu quan tâm thì có thể liên hệ đặt hàng. Toàn bộ thông tin của chúng tôi thì có để trên biển kia. Chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510806. Website đồgỗtùng8.com. Tôi sẽ quay lại một lần nữa tổng thể của bộ sản phẩm này. Trời hơi ngược nắng, hơi ngược sáng một chút. Quý vị có nhìn rõ không? Đây là hình ảnh tổng thể. Ok, xin chào mọi người nhé và tôi xin kết thúc video clip ở đây. Hiện tại chúng tôi là chuẩn bị để bốc xếp cũng như là bàn giao bộ bàn ghế này. Hôm nay hiện tại đang là buổi sáng của ngày 31 tháng 7 năm 2020 và đây là bộ bàn ghế nội thất phòng khách của anh Tuấn tại Hữu Lũng Lạng Sơn. Quý vị nào quan tâm hãy bấm like và đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật những video clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cho những video khác.